Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin cập nhật 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón nồng hậu người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm Bắc Kinh. Hôm qua hai nhà lãnh đạo đã có bữa tối thân mật sau cuộc gặp chính thức trước đó một ngày. Ông Tập Cận Bình và ông Macron hội đàm chính thức hôm thứ năm tại Bắc Kinh. Ngày hôm sau, ông Tập tháp tụng Macron đến thành phố Quảng Châu, nơi họ thư giãn trong một khu vườn và uống trà. Ông Tập hiếm khi đi ra ngoài thủ đô Bắc Kinh với các nhà lãnh đạo nước ngoài khác hoặc mời họ ăn tối trong hai ngày liên tiếp. Các nhà quan sát cho rằng ông có thể đang cố gắng xích lại gần Pháp hơn do căng thẳng kéo dài giữa Bắc Kinh và Washington. Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày hôm qua, Trung Quốc và Pháp đã kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương hàng năm. Tuyên bố cũng cho biết hai nước ủng hộ nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Nga có thể rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine nếu phương Tây không loại bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7 năm 2022 nhằm giải phóng các chuyến hàng bị mắc kẹt tại các cảng bị phong tỏa của Ukraine, giảm bớt giá lương thực tăng cao và nguy cơ thiếu đói ở một số quốc gia. Tuy nhiên, Nga nhiều lần phàn nàn rằng thỏa thuận này không có tác dụng với xuất khẩu nông sản của Nga, vốn gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường thế giới do lệnh trừng phạt của phương Tây. Họ báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Lajov nói, sau khi chúng tôi gia hạn thỏa thuận thêm 120 ngày, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy những vấn đề đó có thể được giải quyết và việc giảm trừng phạt của phương Tây. Thay vì đồng ý gia hạn thêm vào cuối năm nay, Nga có thể quyết định hợp tác trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để đảm bảo ngũ cốc đến được với các quốc gia cần thiết. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước mới từ ngày 4 cho đến ngày 7 tháng 4. Đây là loại vũ khí tấn công dưới nước không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân khác, có tên hay is Hai, của Triều Tiên sau khi nước này tiết lộ một loại tàu ngầm không người lái mới được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bí mật trong vùng biển của kẻ thù. KCNA nêu rõ cuộc thử nghiệm đã chứng minh một cách hoàn hảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước này và khả năng tấn công chí mạng của nó. Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động quân sự trong những tuần gần đây nhằm phô trương lực lượng trong khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Bình Nhưỡng đã tiết lộ các đầu đạn hạt nhân mới, nhỏ hơn và phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ. Một cuộc tranh cãi ngoại giao mới đã nổ ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc về thị thực cho các nhà báo. Vấn đề bùng nổ khi truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng hai phóng viên nước này đóng tại Bắc Kinh đã bị cấm trở về nước. Trung Quốc đã đình chỉ thị thực của các phóng viên làm việc cho báo Hindu và đài truyền hình nhà nước Brasa Harati Động thái này diễn ra sau khi một nhân viên Trung Quốc của hãng tin Tân Hoa Xã được yêu cầu rời khỏi Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Ấn Độ đã phớt lờ những lo ngại của Trung Quốc về vấn đề thị thực cho các nhà báo của nước này. Bà Mao cáo buộc Ấn Độ lặp đi lặp lại sai lầm và Trung Quốc phải có biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của truyền thông Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bachi bày tỏ hy vọng Trung Quốc tạo điều kiện cho các phóng viên Ấn Độ tiếp tục có mặt tại Bắc Kinh. thưa quý vị thủ tướng israel benjamin netanyahu đã huy động lực lượng cảnh sát và quân đội dự bị sau các cuộc tấn công riêng rẽ khiến ba người thiệt mạng trong đó có một du khách người ý ở khu bờ tây và thủ đô tel aviv người phát ngôn của quân đội israel cho biết các lực lượng bộ binh và pháo binh bổ sung đã được điều đến các bộ chỉ huy phía bắc và phía nam nhằm đề phòng các tình huống có thể xảy ra bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế bạo lực đã gia tăng kể từ khi cảnh sát israel đụng độ với người palestine gần đây bên trong nhà thờ hồi giáo al-assa ở jerusalem israel đã bắn phá cả giải gaza và liban sau vụ bắn tên lửa vào israel của các tay súng palestine Bùng phát căng thẳng mới nhất xảy ra khi vừa là thời gian diễn ra lễ vượt qua của người Do Thái, vừa là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Cùng với việc huy động lực lượng cảnh sát và quân đội dự bị, sáng sớm nay, quân đội Israel tiếp tục đợt bắn phá nhằm vào giải Gaza do phong trào Hamas của Palestine kiểm soát. Trong một tuyên bố ngắn lúc 4 giờ 7 phút sáng nay giờ địa phương, quân đội Israel nói rằng đang tấn công ở Liban. Không có thương vong nào được báo cáo, Chính phủ Liên bang cho biết quân đội của họ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Trước đó, quân đội Israel khẳng định hệ thống phòng không vòm sắt đã bắn hạ 25 tên lửa từ phía Liên bang. Ít nhất 5 tên lửa rơi vào lãnh thổ Israel khiến hai người bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất. Bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng Nai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.